Ồ, Bella, cảm ơn mẹ mẹ Hồng đã mua cho ba Cường cái áo này quá đẹp ha. Áo này giống như là nổi bật, bần bật luôn. Đây, nổi bật luôn. Đây, áo tím của Bella cũng đẹp nè. Áo vàng của ba cũng đẹp hết. Hai cho con mình mặc áo nổi quá. Ha. Hai cho con mình mặc áo nổi quá đi. Thôi vô đây đi cho nó an toàn này con. Đi ngoài đó xe nó chạy qua chạy lại. Không an toàn mà đi trong này. Nhảy như sóc nhảy ha Bella. Đúng, con sóc nó nhảy tưng cà tưng cà tưng. Nhìn rất là ngoạn mục và đẹp mắt phải không? Mình đi bộ, họ cũng đi bộ kìa Bella. Anh bắt chước nhau đi bộ exercise cho nó khỏe ha. Người muốn khỏe đẹp thì phải thể dục thể thao. Mẹ hay hát câu đó đó. Nếu muốn khỏe đẹp thì phải thể dục thể thao. Bella bị bỏ rơi đằng sau rồi kìa. Nhưng mà nhảy vài bước như con sóc là Bella được theo nổi để đi lên. Wow. Hôm nay nóng thiệt. Cái này khoảng 88 độ F thôi ạ. Mà đối với mình ở quen xứ lạnh rồi thì có nóng. Không hiểu sao mấy người ở Cali, ở Arizona sống được. Cái này quá nóng. Bây giờ đứng đây cho gió thổi không? Cứ cho gió thổi mát quá ha. Nó thổi vào lưng mình mát thiệt đó. Xe cô ơi. Người này họ đang ghé đằng sau kìa. Cẩn thận. Nghe không? Nóng quá. Còn thấy cây xanh đằng sau rồi không? Cây xanh quá đẹp luôn. Cây xanh của Minnesota. Mấy người này họ về họ đi mua rượu không ạ? Kế bên là cái tiệm rượu. Ok, vô tiệm chưa? Nóng chưa? Bella đi nữa hả?